Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Như tiếng mẹ ru, à ơi cho những người con sáng chiều. À ơi như tiếng mẹ ru, à ơi như một công dân ca. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Ngày mùng 5 tháng 5 2021, thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, chúng ta hướng về Thánh Giuse lãnh ơn toàn xá bằng việc xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, làm việc đạo đức hoặc đọc kinh cầu nguyện. Khấn xin Thánh Giuse cho những người thất nghiệp có công ăn việc làm, cho những gia đình đang khủng hoảng được vượt qua. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những gia đình đang có những người nhiễm virus corona, những người qua đời vì virus corona, những người đang ở trong những vùng mà bị cách ly, không có phương tiện nào để chữa trị, cũng như không có điều kiện để chích ngừa. Anh chị em cầu nguyện cho các gia đình đó. Giờ đây mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh. Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 1 đến câu 6. Công vụ Tông đồ 15 1 đến 6. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy có những người từ miền Jude đến Antiochia dạy các anh em rằng: nếu anh em không chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay gò với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiễn đưa khi đi qua miền Phê-ni-si và miền Sa-ma-ri. Các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón. Và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Có những người thuộc phái Pha-ri-siêu đã trở thành tín hữu, bây giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Môi-se. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: ta vui mừng chạy lên đền Thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bao tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó đặt ngai xét xứ, ngai vàng của vương triều David. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Gioan 15 1 đến 8. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy
thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, dường như trong một cộng đoàn bao giờ cũng có hai nhóm. Một nhóm thì theo đại khái là cấp tiến, một nhóm thì theo bảo thủ. Một nhóm gọi là khuynh hướng tiến bộ, còn một nhóm thì khuynh hướng luôn luôn là truyền thống. Một nhóm thì muốn theo cái cải cách tự do, còn một nhóm thì muốn nắm giữ lấy những cái tục lệ, những cái quy định. Và dễ xảy ra cái sự mâu thuẫn, dễ xảy ra sự đối cãi, tranh luận, có khi gây go, như câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy có những người từ miền Jude đến Antiochia dạy cho các anh em rằng: nếu anh em không chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se thì anh em không thể được cứu độ. Đây là tượng trưng cho nhóm gì? Bảo thủ hay cấp tiến? Bảo thủ. Truyền thống hay là nhóm tự do? Truyền thống. Nhóm luật lệ, nhóm bảo thủ, nhóm truyền thống cho rằng là dân Do Thái là dân riêng được Thiên Chúa chọn để Ngài sống trong một gia đình có cha, có mẹ, có quê hương, có nguồn gốc, nguồn cội về mặt nhân tính. Và dân Do Thái được ưu tiên là dân Chúa chọn. Vậy thì những người nào mà muốn được cứu độ không phải là dân Do Thái thì phải qua cái tục lệ của người Do Thái, là phải chịu cắt bì theo tục lệ Môi-se thì mới được cứu độ. Chứ không phải là cứ tin vào Đức Giê-xu Ki-tô thì được cứu độ mà không cần qua cái theo cái tục lệ của Môi-se là của người Do Thái. Cho nên không có đi trực tiếp đến với Chúa mà phải qua cái trung gian, phải đi theo một cái phong tục tập quán do con người đặt ra mới đến được với Thiên Chúa là Đức Giê-xu Ki-tô để được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ, vì Phao-lô bảo rằng là chúng ta được cứu độ bởi ơn Chúa ban nhưng không. Ơn Chúa ban hoàn toàn nhưng không, chứ không phải do chúng ta giữ những luật lệ mà được cứu độ. Còn những người bảo thủ thì bảo rằng là chúng ta được cứu độ là nhờ mình giữ đúng luật lệ, cứ giữ đúng luật lệ này thì được cứu độ. Cứ giữ luật lệ này là được cứu độ. Còn Phao-lô bảo rằng ơn Chúa ban, ơn cứu độ là ơn nhưng không, do lòng thương xót của Chúa dành cho con người. Dẫu rằng con người ấy tội lỗi, dẫu con người ấy bất xứng, nhưng mà lòng thương xót Chúa bao phủ trên con người ấy để họ được rửa sạch tội lỗi, họ quay về và họ được cứu, tin vào Đức Giê-xu được cứu, chứ không phải là qua cái nghi thức, cái phong tục, cái tập quán do con người đặt ra. Phải chịu phép cắt bì để trở thành người Do Thái rồi mới được cứu độ. Nhóm kia quyết định như vậy. Phao-lô bảo không, này bảo có, này bảo không, này bảo phải. Hai bên tranh luận, chống đối, gây go với nhau. Khi có những vấn đề mà hai người ngang cân nhau 5 năm, thì thưa anh chị em và các bạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không bao giờ đi đến kết luận được. Không ai chịu ai cả. Không phải là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, trời không chịu đất, đất cũng không chịu trời. Bao giờ trong cuộc sống hay trong gia đình hay trong cộng đoàn sống chung với nhau,
hay có những vấn đề nảy sinh và mình tranh luận tranh cãi. Nếu mình không tìm một cái cách nào để giải quyết mà hai bên cứ nhùng nhằng như vậy thì sẽ không thể sống chung, không thể hòa bình với nhau được. Nhùng nhằng. Ai là người có thẩm quyền để giải quyết? Ai là người có câu nói cuối cùng? Cái đó mới là điều quan trọng. Khi có tranh luận, khi có tranh cãi mà hai bên đều đồng cân đồng sức với nhau thì phải có người làm trọng tài để nói lên tiếng nói cuối cùng. Giống như hai đội đá banh, không có trọng tài chẳng có bên nào bảo mình sai cả, mình nào cũng nói đúng, mặc dù mình sai nhưng mà vẫn cứ nói đúng. Đá nguội người ta hay là banh nó dính vào tay rồi mà bảo là bàn tay của Chúa không nhận. Thế phải có trọng tài là người phán quyết cuối cùng, sai đúng. Thế thì mình tập như vậy đi, trong cuộc sống chung như vậy, khi có những vấn đề mình tranh cãi hai bên cứ cãi qua cãi lại hoài thôi, đi tìm một cái giải pháp tốt hơn là cái tiếng nói của những người có thẩm quyền. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, Barnaba và một vài người khác lên Jerusalem cấp cao để giải quyết vấn đề, gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Theo anh chị em và các bạn, tới bây giờ thì bạn thấy có cần phải cắt bì rồi mới được cứu độ không? Có. Có cần phải qua cái ngõ cửa đó không? Không. Bây giờ chúng ta biết, nhưng mà lúc đó làm gì đã có chuyện ngã ngũ ra. Anh chị em thấy không? Chúa giáo dục con người theo con đường tiệm tiến là từ từ, từng bước từng bước. Chúa cứ để cho con người là xử lý theo kiểu con người, để họ có kinh nghiệm hơn. Chúa không có làm thay, Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn, nhưng con người phải động não, động tay, động chân mà làm. Có vấn đề tranh luận đó bây giờ quyết như thế nào đây? Thì bây giờ chúng ta phải tìm một người có thẩm quyền, lại đến một cái thẩm quyền cao hơn để có tiếng nói cuối cùng. Còn bây giờ hai chúng ta mà cứ như vậy thì chả bên nào chịu nơi nào cả. Trời chẳng chịu đất mà đất cũng chẳng chịu trời. Đó là cái mà anh chị em các bạn học lấy từ bài học này. Khi mà trong nhóm mình có gì mình tranh luận tranh cãi với nhau mà bất phân thắng bại thì phải nhờ đến một thẩm quyền cao hơn để giải quyết vấn đề. Mà tôi thấy là cái điều là Phaolô khi mà có máu rồi, có máu gọi là Giê-xu ở trong ông rồi, ông nói rằng là bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi đó. Ông nói rằng bây giờ lối tôi lẽ sống là Đức Kitô đó, thì ông sẽ bảo vệ đúng cái đó, là lối tôi lẽ sống là Đức Kitô, ơn cứu rồi là ơn nhưng không do Thiên Chúa ban, chứ không phải là do công cán gì của con người, không có kể công kể lên gì với con người trong cái chuyện này được cả. Ơn nhưng không, cho nên những người tội lỗi bên tay phải chú ban nhưng không có công lên gì đâu, đúng không? Có công lên gì đâu. Và anh em mình cũng vậy, chúng ta ngày hôm nay mà được đón nhận lòng thương xót Chúa, được đi rao giảng, đi làm chứng, được đi cộng tác, có phải là mình có tài cán hay hơn ai đâu. Thế chị em, so với những cá nhân khác thì tôi thấy mình còn thua xa. Bao nhiêu người đi học bằng cấp rồi, tài giỏi, thông minh, sáng suốt, biết chừng nào về khả năng. Rồi về mặt đạo đức thì họ còn đạo đức sốt sáng, thánh thiện biết là chừng nào. Tôi thấy mình tầm thường lắm. Rồi về mặt xã hội, họ cũng là người mà có thế giá, về mặt xã hội cũng là người có chức vụ. Ấy thế mà Thiên Chúa sử dụng bản thân tôi. Thiên Chúa mời gọi các bạn đây để chúng ta làm công việc là đi loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mà theo đúng tư tưởng của Phaolô, đấy là tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không phải công lên gì của mình để mà có thể kể công kể lên với Chúa, với anh em mình. Con đường phục vụ, con đường của lòng Chúa thương xót, con đường mà anh em thiên nguyện thi thác đi là phải đi đúng vào cái con đường đó mà chúng ta đang đi. Điểm mà tôi thấy ở Phaolô là gì? Đi nhỉ? Đi công chuyện đó. Nhưng mà cái lòng lúc nào loan báo được là loan báo, lúc nào loan truyền tin mừng nào được là loan truyền. Các ông được hội thánh tiễn đưa, khi qua miền Phê-ni-ki và miền Sa-ri, các ông tường thuật việc dân ngoại trở lại với Chúa, khiến tất cả anh em rất đỗi vui mừng. Thấy chưa? Bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay không thuận lợi, Phaolô nói vẫn cứ loan báo tin mừng.
tận dụng từng lúc, từng nơi, từng chỗ, từng người một. Vì thế mà anh em chúng tôi dùng tất cả những phương tiện nào có thể được để mà loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Nhưng chị em nhìn thấy đây, đấy có nay tự nhiên thấy có cái hồ gì đó gọi là hòn non bộ, có người đưa tới vào cho để cho đẹp. Vì khi nghe nhìn thấy được cái cảnh, nó cũng thấy nó tức cảnh sinh tình, nó cũng thú vị. Rồi người thì đem cái này đến, người thì đem khúc gỗ, người đem khúc cây, khúc củi đến, đủ thứ, lượm đặt, tập hợp đủ thứ hết. Mỗi người tay, người chân làm. Và với mục đích duy nhất là anh em chúng tôi làm sao để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Anh thì coi phim cũng cố gắng tìm cái chân cho nó cứng cứng một chút, mới cố gắng ngồi canh canh một chút. Rồi chị thì chụp hình cũng cố gắng canh canh một chút. Rồi anh thì cắm nến cũng cắm cho thẳng thẳng chút. Mỗi người làm. Và chúng tôi đi tháng 5 này, sắp sửa đi công tác bác ái, để gọi là mừng mẹ bằng những bông hoa lòng thương xót. Thì lúc nào tôi cũng nhắc nhớ anh em là luôn luôn đừng quên phương tiện là ảnh lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót Chúa và máy lòng Chúa thương xót. Là những cái phương tiện để mình đi loan báo tin mừng. Đi đến đâu cũng nói về những điều mà Chúa làm. Phaolô, đó là làm chứng đấy. Đó là làm chứng đấy. Ngay từ thời sơ khai giáo hội đã có được những người làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và sẵn sàng đứng ra làm chứng cho lòng thương xót của Chúa vì những việc kỳ diệu mà Chúa đang làm. Tới nơi các ông thuật lại việc dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa khiến các anh em rất đỗi vui mừng. Bao nhiêu người ngoại đạo được trở lại với Chúa. Như vừa rồi chúng tôi gặp một gia đình cũng thế. Gia đình con bây giờ mới trở lại với Chúa. Và trở lại bằng cách nào? Thì con lấy chồng con theo đạo. Mà ông chồng con thì cũng không có giữ đạo. Con ông chồng con có đạo. Con không có đạo. Con lấy chồng con theo đạo. Khi con theo đạo thì ông chồng ông không giữ đạo. Ông ấy bỏ Chúa, ông ăn chơi. Con là người mới theo đạo mà ngày nào con cũng cầu nguyện. Con khấn xin Chúa cho chồng con được quay trở lại đạo. Một người mới theo đạo mà cầu cho người đạo gốc được ơn quay trở lại đạo. Anh chẳng thấy không? Và khi mà ông quay trở lại đạo thì mấy đứa con của con bìa nó cũng theo đạo hết rồi. Mà không như vậy mà bà mẹ chồng, mẹ ruột của anh bìa cũng đang học đạo, sắp sửa rửa tội. Bà nói gì, tôi tám mấy rồi sao học? Thôi, cha chỉ đến hỏi bà có tin Chúa hay không. Bà nói bà tin là tốt rồi, bà vẫn đọc kinh cầu nguyện như vậy là tốt rồi. Thế thì anh chị mình thấy là mình phải tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, mọi điều kiện để làm công việc là loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Loan báo lòng thương xót Chúa bằng mọi phương tiện. Chúa nói với Faustina là mỗi kỳ tôi cũng phải dùng bất cứ phương tiện nào có thể được trong tầm tay để loan báo lòng thương xót của ta. Phần thiếu sót ta sẽ bù đắp. Hay ông làm. Và khi đến Jerusalem thì ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục đón tiếp. Rồi cũng vậy, các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Kể lại. Đức Thánh Gia Phanxicô gọi là lối loan báo tin mừng, lối phúc âm gọi là văn văn kể. Những câu chuyện kể. Kể những chuyện Chúa làm cho mình, kể những việc Chúa làm cho mình, kể lại những gì Thiên Chúa đã cùng làm với mình. Bạn đi kể đi. Suốt ngày bạn ngồi, tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Suốt ngày kể chuyện tình cay đắng, sao mà kể chuyện loan báo tin mừng được. Không thì lại kể những chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay lại về. Mình toàn kể chuyện người khác không. Ngồi với nhau là đi nói chuyện người khác, kể chuyện của người khác. Đôi khi mình dễ bị trở thành người mà nói xấu người vắng mặt, hay là nói về những người không có mặt. Đừng có kể những chuyện của người khác, nhưng mà kể về những điều Thiên Chúa đang làm cho mình, cho những người trong chúng mình. Kể về cái điều đó đi. Hiếm hả? Có kể thì kể những điều mà Chúa không làm cho mình. Trời ơi, đọc kinh hoài mà không được cái gì hết.
đi theo lòng thương xót Chúa mà đi mỏi chân mỏi cẳng mà vẫn chưa trúng số. Thế rồi lại tới số. Mình nhận được ơn của Chúa mà mình ít dám kể lại. Còn những con người mà có quyền có chức thì thấy người ta kể lại những chuyện đó thì lại cho rằng đó là người ta tạo huẹt. Đó là do người ta đóng kịch. Tạo huẹt thế nào, đóng kịch thế nào, mà cả mấy trăm câu chuyện, mỗi một chuyện nó khác nhau, và mỗi con người nó khác nhau, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau. Có đạo diễn nào tài tình hay là có nhà văn nào mà ngồi mà viết ra từng cái câu chuyện được như vậy không? Anh làm được không? Chị làm được không? Rồi thứ hai nữa là cái người kể chuyện, anh chị em nghe người kể chuyện thật hay giả, anh chị em biết đoán biết được không? Nhìn cái mặt người ta biết rồi. Những cái mặt và cái câu chuyện nó không có biểu cảm, nó không ăn với nhau. Hay là nghe cái kiểu nói vậy là thấy không có thật rồi. Rồi bảo ta thuê tiền thì tiền đâu mà thuê, và có tiền anh có làm được như vậy hay không? Và sao nó nói ngon thế, nói hay thế, nó nói trơn chảy thế, bảo có tập dượt. Tập dượt thế nào mà tập dượt? Cho dù có tập dượt thì người đóng kịch họ tập dượt rất hay, họ đóng rất hay. Nhưng mà mình biết là kịch mà, phải không? Biết là kịch mà. Vì thế mà kể lại những gì Thiên Chúa cùng làm với mình. Tường thuật lại việc yên ngoại trở lại với Thiên Chúa, làm cho người ta vui mừng, làm cho người ta phấn khởi, làm cho người ta thêm niềm tin. Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, bây giờ đứng lên nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền họ giữ luật Môi-se. Lại cái nhóm bảo thủ này, những người thuộc phái Pharisêu vì họ trở thành tín hữu và tin vào Đức Giê-xu thì phải, ai mà muốn người ngoại đó không phải là người dân Do Thái đó thì phải chịu phép cắt bì, giữ luật Môi-se rồi mới được ơn cứu độ. Các tông đồ và kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Này chưa có đoạn kết, này mới tới đây thôi, mới tới trận hiệp 1 thôi. Còn hiệp 2 đấu chung kết như thế nào để mai chúng ta nghe tiếp. Là coi các tông đồ kỳ mục họp bàn nhau để xem xét vụ này như thế nào. Có phải chịu phép cắt bì giữ luật Môi-se rồi mới được cứu độ, hay là ơn cứu độ đó không cần phải qua việc giữ luật Môi-se là chịu phép cắt bì? Bạn biết được câu trả lời rồi chứ? Biết được đáp án rồi chứ? Biết được chưa? Ai chưa biết thì để mai nghe tiếp rồi biết. Mà nếu những người mà được Chúa cứu, những người mà lãnh nhận ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, từ lòng thương xót của Chúa, là những người mà ở lại trong Chúa. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Mà ai ở trong Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Đây là chắc là anh chị em biết, chắc đó là cây nho phải không? Ví dụ như đây là cây nho. Đây là cây nho, cái trái ở đây dính vào cái cành, cành dính với thân, thân là cả cái rễ gốc đây. Thì nếu mà Chúa nói cái cành nào mà lìa cây thì sẽ khô héo. Ai ở trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Nếu mà cái cành dính liền với cây thì nó mới sinh được hoa và trái. Còn nếu không dính, chắc chắn là không sinh được hoa trái. Tôi thấy Chúa Giê-xu có cái hay. Ngài giảng về việc ở lại với Chúa rất là dễ hiểu, là như cái cành dính với cái cây. Anh về với em như chim liền cánh, như cây lìa cành liền với anh, về với em như gì đó, chim liền cánh như cây liền cành. Cái cánh con chim mà nó không liền với con chim thì là cái cánh nó cũng bỏ đi thôi, làm gì cũng bay đâu được hết. Mà cái cành mà lìa cái cây cũng vậy, vứt đi hết, như đò với sông, như đình tan tan ta rần tan tan, đò với sông. Con đò mà không có sông thì có chạy được không? Không. Mà con sông mà không có đò thì con sông nó cũng buồn bã, nó cứ lơ lửng chẳng làm được cái việc gì cả. Thì mỗi một người anh chị em mình, những con người của lòng Chúa thương xót, là con người phải gắn bó với Chúa, ở lại trong Chúa. Mà Chúa nói rằng con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Phải dìm mình thì mới cảm nhận được.
lòng thương xót Chúa Ba La như thế nào. Nếu cái cành không dính với cái cây thì không sinh được hoa trái. Không gì mình vào, không cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, mà Chúa nói có những người ưu tuyển linh mục tu sĩ, mà cho tới bây giờ vẫn có những người chưa biết, chưa cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đó là điều mà Chúa nói ta buồn mà đau, như là lý hình đánh vào chính trái tim của Chúa. Còn những người giáo dân là Chúa nói như là đánh vào tay chân thân mình của Chúa thôi. Còn đâm vào thấu trái tim Chúa là chính những người được Chúa tuyển chọn, ưu tuyển là linh mục tu sĩ, mà không biết gì đến, không ở lại trong lòng thương xót Chúa, không dìm mình vào lòng thương xót Chúa để đi nói cho mọi người về lòng thương xót. Nếu mà bạn không dính được, không cầu nguyện sốt sáng với lòng thương xót Chúa mà bạn đi nói về lòng thương xót Chúa thì không sinh hoa trái. Chúa nói là phải cành phải dính liền vào mới sinh hoa trái. Ai ở lại trong thầy thì sinh hoa trái. Ở lại có nghĩa là gắn bó với Chúa thì mới sinh hoa trái. Có nghĩa là khi mình nói, khi mình làm chứng thì người ta mới tin, và người ta mới tin thì người ta mới theo. Người ta theo đó là hoa trái. Đó là hoa trái, thưa anh chị em. Cho nên khi mà mình gắn liền với Chúa, ở trong tình yêu của Chúa, lúc đó mình luôn mong muốn cho mọi người cũng được gắn liền với Chúa, cũng ở trong tình thương của Chúa. Vì mình thấy ở trong tình thương của Chúa, gắn liền với Chúa, cuộc sống mình mới bình an, cuộc sống mình nó hạnh phúc, cuộc sống mình không còn phải bồn chồn, không phải lo lắng gì cả. Đó, thì khi mình cảm nhận được cái điều đó rồi, mình mới đi nói cho người khác, này bạn ơi, anh ơi, đến với lòng thương xót Chúa đi, ở lại trong tình yêu của Chúa đi, và để cho Chúa ở lại trong tình yêu của mình đi, đời sẽ bớt buồn, đời sẽ bớt khổ, đời sẽ thấy có ý nghĩa và vui hơn. Mình phải nói cái điều mình cảm nhận được. Làm sao nói cái điều mình cảm nhận được? Nếu mình không cảm nhận được bằng cách là mình đến trong giờ cầu nguyện, không dìm mình vào lòng Chúa thương xót, không suy niệm về lòng Chúa thương xót, không đọc, không cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, thì làm sao mà gắn bó được? Làm sao mà ở lại được? Tôi thấy cái chữ ở lại nó vừa hiểu theo nghĩa đen, vừa theo nghĩa bóng. Hồi mình ở giáo điểm tin mừng, có những người hôm nay còn gặp lại. Tôi, con bên Mỹ con mới về, Covid nay mới về được thăm nhà. Con nhớ ngày xưa con đến về Việt Nam 3 tuần, con ở đó 2 tuần rưỡi. Chỉ có một ngày đi, ngày về ở với gia đình thôi, còn lại là con ở. Mà đúng nghĩa là ở trong lòng thương xót Chúa. Cứ sáng dậy là đi đến giáo điểm, cầu nguyện lần chuỗi viếng Chúa, rồi ở lại nghe giảng, rồi chầu thánh thể, đến chiều tối về ăn cơm mới xong lại đến đọc kinh tối 10 giờ đêm mới phải. Cứ ở lại như vậy, thấy nó sự bình an. Mặc dù cuộc sống, cái mức sống lúc đó rất là thấp, vì nhà cửa chật chội, vì thiếu mọi phương tiện, có khi chẳng có nước mà vệ sinh, chẳng có nước mà tắm rửa, họ vẫn cứ ở lại. Bảo bây giờ về sao? Về bây giờ mà con vẫn cứ muốn ở lại. Bảo bây giờ không được rồi, bây giờ không có chỗ mà ở lại. Bảo nhưng mà con nghe nói có cái ốc đảo gì đó. Bảo đúng, khi nào mà cái ốc đảo nó thành hình thì tha hồ mà ở lại. Có những người lên trung tâm vụ nói, thưa cha, con mua vé bay rồi, con lỡ rồi ở lại một tuần. Bảo ở đâu? Ở miền Bắc. Bảo ở được ngày, được mấy bữa rồi, giờ mới hôm qua. Rồi sau rồi giờ thưa cha hết tiền. Rồi sao vậy? Hồi đó con ở giới đình tin mừng ăn có 20.000 ngày, với ở có 30.000 ngày là đủ rồi. Còn đây ở nhà trọ không mất 100.000 hay 300.000, ăn bữa cơm mất 50.000 một bữa rồi, đâu có đủ. Tôi nói đúng rồi, đây không phải nhà tôi, đây là trung tâm mục vụ để các thầy, các sơ học mà. Đây là nơi đào tạo, huấn luyện, chứ không phải nơi để giáo dân đến cầu nguyện được. Để bữa nào mà có cái ốc đảo lòng thương xót Chúa đó, thì mời anh chị em cứ đến. Có nhà trọ cho anh chị em ở thoải mái, có bếp từ thiện cho anh chị em ăn miễn phí, có nước cho anh chị em uống, và nhà vệ sinh đi tự do, rồi giữ xe cũng có miễn phí luôn, cái gì cũng miễn phí, khám bệnh và thuốc miễn phí luôn. Còn cầu nguyện sao? Cầu nguyện thì càng miễn phí, nhưng nhà ấy phí cầu nguyện. Thế thì thưa anh chị em, khi mình ở lại trong Chúa, tôi tạo điều kiện cho anh chị em ở lại trong Chúa rồi, còn có những nhà để mà anh chị em ở lại 5 ngày, 10 ngày, có khi 1 tháng được. Những nhà trọ, nhà nghỉ, gọi là khu ăn dưỡng nghỉ. Các linh mục tu sĩ, như là những anh em linh mục tu sĩ mà có những vấn đề gặp khủng hoảng trong đời sống nhân hiến, đời sống tu, để chúng phục vụ, mình có thể đến đó để mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để mình ở lại trong lòng thương xót Chúa. Đó thì khi mình ở lại như vậy, khi mình được ở lại như vậy, gắn bó được với Chúa rồi, lúc đó sự bình an của Chúa đến cho mình.
Và lúc đó mình xin nhiều hoa trái là mình nói người ta nghe được. Vì tôi làm chứng, như là Phaolô, làm chứng rằng là dân ngoại được ơn, làm chứng rằng Chúa đang hoạt động với chúng tôi, làm chứng rằng là những hoa trái đây này. Thì mỗi người chúng ta cũng ra đi nói những gì Chúa đang làm cho mình. Đó là ta làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Và nhiều người tin nhận qua lời chứng đó, thì đó là hoa trái của lòng Chúa thương xót. Amen. Chúa.